Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì xin chào, mình là Merlin. Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là: điều gì đang đến với bạn? Rồi thì đây sẽ là một chủ đề vui, với mục tiêu là truyền tải cho các bạn thật là nhiều những thông điệp tích cực. Và ở trong chạy bay lần này, Merlin sẽ không có giới hạn bất cứ một khả năng nào hết nha. Đây có thể là một đối tượng nào đó, cũng có thể là một cái lời khuyên, một cái thông điệp, một cái cơ hội, một cái vận may, hoặc là một lời cảnh báo chẳng hạn. Nói chung là chúng ta sẽ không có giới hạn bất cứ một khả năng nào hết trong trải bài lần này. Và đặc biệt lưu ý là ở trong trải bài lần này, mình sẽ tập trung miêu tả càng nhiều thông điệp nhất có thể cho các bạn. Và ở cuối trải bài, mình cũng sẽ lấy cho các bạn một cái thông điệp đặc biệt mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn vào lúc các bạn xem video này nha. Và cái thông điệp đặc biệt này sẽ có thể là một cái thông điệp mà các bạn cần được nghe vào lúc này nhé. Ok, rồi thì ở trong trải bài này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 nhóm nha các bạn. Nhóm 1, đây sẽ là viên đá đại diện cho nguồn năng lượng của các bạn. Đây sẽ là viên đá đại diện cho nguồn năng lượng của các bạn, nhóm 1 nhé. Nhóm 2, đây sẽ là viên đá đại diện cho nguồn năng lượng của các bạn đây. Nhóm 3, đây sẽ là viên đá đại diện cho nguồn năng lượng của các bạn. Ok. Và cuối cùng nhóm 4, đây sẽ là viên đá đại diện cho nguồn năng lượng của các bạn. Các bạn có thể dừng video lại ở đây để tập trung năng lượng chọn ra cái viên đá mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Sau đó các bạn có thể bấm vào cái mốc thời gian trực tiếp trên video hoặc là ở dưới phần miêu tả video để có thể đến ngay cái nhóm mà các bạn đã chọn nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trải bài của các bạn nha. Xin chào các bạn nhóm 1. Nếu như các bạn chọn viên đá này thì đây sẽ là trải bài của các bạn nhé. Rồi, Merlin sẽ để viên đá bên đây ha. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là: điều gì đang đến với bạn? Rồi thì ở trong trải bài này á, thì chúng ta sẽ không có giới hạn bất cứ một khả năng nào hết. Đây có thể là một người, hoặc là một cái vận may, một cái cơ hội, hoặc cũng có thể là, nói chung là không có giới hạn bất cứ một cái điều gì hết. Để xem thông điệp nào xuất hiện trong trải bài này của các bạn nha. Rồi, trong trải bài lần này thì Merlin sẽ sử dụng 2, 3, 6, tầm 5 đến 6 bộ bài. Nhưng mà Merlin sẽ xào trực tiếp tất cả trên video cho các bạn ha. Vũ trụ ơi. Ok. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm một của chúng ta? Điều gì đang đến với các bạn nhóm một của chúng ta đây? Điều gì đang đến? Các bạn có tỷ owl xuất hiện. Mình vừa mới nghe cái chữ sự thật. Sự thật về cái gì đây? Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm một của chúng ta? Các bạn có boundary xuất hiện, và các bạn có the initiation xuất hiện. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 1 của chúng ta?
Điều gì đang đến với các bạn nhóm 1? Các bạn có Four of Wands. Điều gì đang đến với các bạn nhóm 1 của chúng ta đây? Trong đầu Merlin hiện tại đang xuất hiện đến 2 đến 3 cái dòng thông điệp khác nhau rồi. Để xem lát nữa có miêu tả được hết cho các bạn không. Các bạn có Ace of Wands. Rất là nhiều gậy ha. Các bạn có The Temperance. Merlin thực sự rất là thích cái lá Temperance ở trong cái bộ bài này. Rất là đẹp. Và các bạn có Five of Cups xuất hiện ở cuối trải bài. Ok. Rồi, thì với cái thông điệp này ở đây á, Merlin cảm giác như hồi nãy Merlin có đề cập cái chữ sự thật, và nó xuất hiện ngay từ lúc cái lá bài này rơi ra. Một cái điều có thể sẽ đến với các bạn trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ là một cái sự thật. Và cái sự thật này sẽ liên quan đến với những sự xuất hiện của những cái lá, với sự xuất hiện của những lá bài này nha. Sự thật này có thể liên quan đến những mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn, có thể là về bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, hoặc cũng có thể là về người yêu. Mình cảm giác như có một cái điều gì đó mà các bạn chưa có được biết. Và cái lý do vì sao mà bạn chưa có được biết cái điều đó là bởi vì có thể là bản thân của các bạn đang cố gắng không có muốn tiếp cận cái điều đó. Năng lượng của các bạn không có cho phép cái điều đó xảy ra. Hoặc là vũ trụ đang cố gắng bảo vệ các bạn khỏi những cái thông điệp, hoặc là khỏi những cái điều không có được tích cực đó cho lắm. Và Merlin vẫn cảm nhận được rằng thông qua những cái lá bài này, các bạn sẽ đón nhận cái thông điệp đó một cách khá là chậm rãi. Tại vì những cái thông điệp, mặc dù chúng ta có gậy ở đây, những cái gậy ở đây, nhưng mà cái cảm giác chung của cái trải bài này đem đến cho Merlin một cái gì đó rất là chậm rãi. Cho nên có thể là có một cái điều gì đó mà các bạn cần biết, nhưng vũ trụ vẫn chưa có cho các bạn biết cái điều đó bởi vì chưa đến lúc. Và cái điều đó có thể liên quan đến những cái mối quan hệ của các bạn. Và nếu như chúng ta không có khôn khéo trong cái việc xử đối diện với vấn đề cũng như là giải quyết vấn đề, thì có thể là chúng ta sẽ phải rơi vào một số những cái tình trạng không có được thoải mái cho lắm. Chúng ta phải buộc phải đưa ra một số những cái sự lựa chọn nào đó, và những cái sự lựa chọn có thể dẫn đến những cái mất mát sau này. Thông điệp hơi chung một tí ha. Nãy giờ nó vẫn chưa có hiện rõ lên cho Merlin thấy. Đó là cái thông điệp đầu tiên. Trong nhóm này á, Merlin cảm giác như có đến 2 hoặc là 3 cái luồng thông điệp khác nhau lận. Luồng thông điệp thứ hai á, Merlin cảm thấy như là cái điều chuẩn bị đến với các bạn tiếp theo sẽ là trí tuệ. Trí tuệ các bạn có được thông qua cái việc mà các bạn quan sát, cũng như là thông qua cái việc mà các bạn trải nghiệm ở trong những cái mối quan hệ của các bạn. Và từ cái trí tuệ đó, các bạn tự biết tạo dựng lên một cái lớp bảo vệ riêng cho bản thân của các bạn, để đảm bảo rằng các bạn sẽ không phải rơi vào những cái vết xe đổ của một số những cái người đi trước. Và Merlin cảm giác như các bạn đang làm cái điều đó một cách rất là tốt. Nếu như các bạn là những người học hỏi thông qua cái việc quan sát, thì cái thông điệp thứ hai này nó đúng với các bạn hơn cái thông điệp đầu tiên nha. Các bạn hãy lắng nghe, tập trung vào cái thông điệp thứ hai nhiều hơn. Merlin cảm giác như là cái sự sáng suốt của các bạn sẽ giúp cho các bạn có thể tìm đến cái sẽ giúp cho các bạn có thể tìm đến được cái nơi mà các bạn mong muốn. Và cái nơi này có thể sẽ là một cái cơ hội việc làm, hoặc là một cái mối quan hệ ổn định, hoặc nói chung là một cái điều gì đó tốt đẹp đang chờ đón các bạn ở phía trước. Và quan trọng nhất là các bạn vẫn giữ được cái sự sáng suốt đó, cũng như là các bạn vẫn luôn quan sát những cái gì đang diễn ra xung quanh của các bạn một cách thật là tinh tế, để có thể chấp nhận được những cái kinh nghiệm sống từ những cái mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn. Thì các bạn sẽ có được một cái, thì đến một cái giây phút nào đó trong tương lai gần, các bạn sẽ nghiệm ra được một số những cái điều, và từ những cái điều đó các bạn sẽ tìm được đến cái đích đến ở đây, cái nơi mà các bạn xứng đáng được đến, và cái nơi chứa đựng những cái điều mà các bạn mong muốn và ấp ủ hy vọng. Rồi, đó là hai cái thông điệp nổi trội nhất ở trong cái trải bài này, và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thông điệp nào đúng với các bạn hơn nha. Ok. Vậy là nãy giờ
Trong trải bài này có hai cái từ khóa thứ nhất chính là sự thật và từ khóa thứ hai chính là trí tuệ nha. Vũ trụ ơi, có thêm thông tin gì về cái điều này không? Điều gì đang đến với các bạn nhóm một của chúng ta đây? Điều gì đang đến với nhóm một của chúng ta và nó sẽ đến như thế nào? Điều gì đang đến với các bạn nhóm một của chúng ta và sẽ đến như thế nào đây? Các bạn có mushrooms. Và các bạn có forget me not. Tất cả những cái lá bài này đều cho Merlin thấy thấy những cái hình ảnh của những cái mối quan hệ vậy đó các bạn, đúng không? Hình ảnh của những cái mối quan hệ. Cho nên các bạn có cả stinking nettle ở dưới nữa. Một cái lời khuyên nha, dù cho các bạn đón nhận cái thông điệp đầu tiên hay cái thông điệp thứ hai ở trong cái trải bài này thì Merlin cảm giác như là những cái điều đó sẽ liên quan rất là nhiều đến những cái mối quan hệ của các bạn. Nói một cách khác là những cái sự thật cũng như là những cái trí tuệ mà đang đến với các bạn á, nó sẽ đến từ những cái mối quan hệ, những cái người đang đang sống và làm việc xung quanh các bạn hoặc là những người có tiếp xúc gần với các bạn. Tiếp xúc gần ở đây có nghĩa là những người các bạn có thể gặp hàng ngày trong cuộc sống. Và forget me not ở đây á, thì đối với một số bạn của nhóm 1 nha, người này có thể là một người mà các bạn đã từng có một cái mối liên kết chặt chẽ hoặc là một cái mối liên kết ý nghĩa nào đó trong quá khứ. Và với sự xuất hiện của Stinging Nettle ở đây á, trong cái khoảng thời gian tiếp theo, sự sáng suốt sẽ là cái từ khóa quan trọng để giúp cho các bạn vượt qua khoảng thời gian này cũng như là giúp cho các bạn đón nhận được những cái điều tốt đẹp phía trước. Và đặc biệt lưu ý không có được để cho cái cơ chế tự vệ của bản thân, defense mechanism, làm ảnh hưởng đến cái tiến độ phát triển của các bạn cũng như là cái cách mà các bạn nhìn nhận vấn đề nha. Cái cơ chế bảo vệ, cái cơ chế phòng thủ ở đây có nghĩa là chẳng hạn như có một ai đó họ nói một cái điều gì đó xấu về về chúng ta đi, chúng ta sẽ cảm thấy tổn thương và vào cái giây phút đó cái điều duy nhất mà chúng ta muốn làm có thể là chỉ là muốn chửi hay là cái người đó, muốn nói là cái người đó, bật là cái người đó để phản biện lại kiểu vậy đó. Thì trong cái khoảng thời gian tiếp theo hãy đảm bảo rằng cái cơ chế tự vệ của các bạn nó không có hoạt động thiếu suy nghĩ nha, thiếu thiếu quyết đoán. Hãy cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, cái gì kìm được thì kìm. Quan trọng nhất là mình phải luôn sử dụng cái lời nói của các bạn, tại vì con cú là một cái loài động vật thường sẽ đại diện cho tri thức và đại diện cho những cái trí tuệ của nhân loại. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng các bạn giao tiếp một cách hiệu quả cũng như là sử dụng lời nói của các bạn như một loại vũ khí. Người ta nói là đôi khi chửi người ta chưa chắc gì, phải nói sao ta? Đôi khi mình nói nhỏ nhẹ nhưng mà cái sát thương của mình nó mạnh hơn là những người hơn là mình chửi người ta nữa. Vì vậy hãy sử dụng, hãy tận dụng cái điều đó nha, bởi vì với sự xuất hiện của những lá bài này ở đây, Merlin biết là các bạn có khả năng làm được cái điều đó. Ok, rồi bây giờ nếu như các bạn xem đến đây rồi thì Merlin có một món quà nho nhỏ muốn gửi đến cho các bạn. Đây sẽ là một cái thông điệp đặc biệt mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nha. Để xem thông điệp đặc biệt này sẽ là gì đây. Vũ trụ ơi, một cái thông điệp thêm, một cái thông điệp đặc biệt mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm một vào lúc này là gì đây? Các bạn có space clearance. Thông điệp này xuất hiện, vũ trụ dường như muốn các bạn xem xét lại những mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn. Hiện tại khi các bạn xem video này, các bạn hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân mình rằng liệu có bất cứ một cái mối quan hệ nào đang khiến cho các bạn cảm thấy bị ngộp thở, liệu có bất cứ một mối quan hệ nào đang khiến cho các bạn cảm thấy bị gò bó, bị áp bức hay là như thế nào không, kiểu như đem đến cho các bạn những cái cảm xúc tiêu cực á. Hãy xác định những cái mối quan hệ đó và nếu như các bạn không thể cắt được những mối quan hệ đó ra khỏi cuộc sống của các bạn thì hãy giữ một khoảng cách an toàn với những cái người đó, với những cái mối quan hệ đó để đảm bảo rằng những người đó, những mối quan hệ đó không ảnh hưởng được đến năng lượng của các bạn nữa. Đây là một thông điệp đặc biệt là bởi vì thông điệp này sẽ quyết định cái phần thắng thua, quyết định cái sự cái diễn biến của cái trải bài này. Nếu như chúng ta có thể làm được cái thông điệp này
áp dụng được cái thông điệp này thật tốt, thì cái thông điệp này nó sẽ rẽ hướng theo một cái chiều tốt. Nhưng giả sử như chúng ta vẫn còn vướng bận hay là như thế nào đó, và chúng ta vẫn chưa có vượt qua được những cái rào cản mà tự chúng ta tự tạo ra cho bản thân mình cũng như là cho những cái mối quan hệ đó, thì chúng ta có thể sẽ ở trong cái nguồn năng lượng này một khoảng thời gian tương đối tiếp theo, một cái khoảng thời gian nữa tiếp theo chứ chưa có vượt qua được ngay, kiểu vậy đó. Rồi, mình nghĩ đây tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho các bạn như một trong tựa trải bài này rồi. Và như các bạn thấy ha, trong trải bài này chúng ta có đến hai thông điệp khác nhau, hai cái sự lựa chọn khác nhau. Vì vậy các bạn hãy lựa chọn những thông điệp đúng nhất và phù hợp nhất với các bạn thôi nhé. Và nếu như các bạn muốn đón nhận cái nguồn năng lượng này, đón nhận những cái điều tốt đẹp này, cũng như đón nhận những cái lời khuyên này vào trong cuộc sống của các bạn, thì các bạn có thể thả bất cứ một cái icon nào mà các bạn thích ở dưới phần bình luận như một lời khẳng định là các bạn đã sẵn sàng để đón nhận nguồn năng lượng này, đón nhận những cái sự thật cũng như những cái tri thức này vào trong cuộc sống của các bạn nha. Trí tuệ chứ, xin lỗi. Mình xin chúc cho các bạn nhóm một có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 2. Nếu như các bạn chọn viên đá này thì đây sẽ là trải bài của các bạn nhé. Rồi mình sẽ để viên đá bên đây ha. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là điều gì đang đến với bạn? Thì ở trong trả lời này chúng ta sẽ không có giới hạn bất cứ một khả năng nào hết. Đây có thể là một người nào đó, hoặc cũng có thể là một cái cơ hội, hoặc là một cái thông điệp nào đó, để xem điều gì sẽ xuất hiện ở trong trả lời lần này của chúng ta nha. Rồi. Và ở trong cái trả lời lần này, Merlin sẽ sử dụng 2, 5 bộ bài. Chỉ 5 bộ bài thôi, cho nên Merlin sẽ xào trực tiếp tất cả trên video cho các bạn nhé. Thông điệp ở các bạn nhóm 1 khá là thú vị, cho nên là Merlin cũng khá là tò mò để xem thông điệp nào sẽ xuất hiện ở nhóm 2 của chúng ta đây. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 2 của chúng ta? Điều gì đang đến với các bạn nhóm 2 của chúng ta đây? Các bạn có The Bee. Một thông điệp khá tích cực ha. Hôm nay sao đó ta? Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 2 của chúng ta? Điều gì đang đến với các bạn nhóm 2 của chúng ta đây? Các bạn có Lemuria. Và các bạn có Leap. Ở phía sau có một thông điệp ẩn là the crumbling nha. Ok. Đợi mình lên một chút xíu. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 2 của chúng ta? Điều gì đang đến với... Các bạn có The Devil. Điều gì đang đến với các bạn nhóm 2 của chúng ta đây? Các bạn có Temperance. Thông điệp này cũng đã xuất hiện ở nhóm trước nè. Điều gì đang đến với các bạn nhóm 2 của chúng ta đây? Các bạn có Seven of Pentacles. Và các bạn có Five of Swords ở cuối bộ bài. Ok. Trong đầu của Merlin vừa mới xuất hiện hai cái thông điệp khác nhau, cũng tương tự như các bạn nhóm một cũng có hai thông điệp khác nhau, và ở các bạn nhóm 2 cũng vậy luôn. Thông điệp đầu tiên của các bạn nhóm 1 chính là thông điệp về một sự chiến thắng, một thành công,
hoặc là một cái cơ hội để thực hiện một cái điều gì đó. Với sự xuất hiện của những cái lá bài này ở đây, Linh cảm giác như trong khoảng thời gian tiếp theo, một cái điều các bạn có thể nhận được chính là một cái cơ hội thăng tiến, hoặc là một cái cơ hội thiên về tiền bạc và việc làm, giúp cho các bạn có thể tăng thêm lượng thu nhập của các bạn. Và điều đó đạt được thông qua những cái sự nỗ lực phấn đấu, và từ những cái nỗ lực phấn đấu đó các bạn đã tự tạo ra một cái may mắn riêng cho các bạn. Và để rồi những cái điều này sẽ đến với các bạn vào cái lúc mà các bạn giống như là khi các bạn đủ phấn đấu rồi và đã bỏ ra đủ công sức rồi, thì các bạn sẽ nhận lại được những cái thành quả xứng đáng cho những cái công sức mà các bạn đã bỏ ra. Đó chính là cái thông điệp đầu tiên Merlin cảm nhận được. Với những cái lá bài này ở đây, Merlin cảm giác như một số bạn sẽ có thể thực hiện thêm một cái, giống như các bạn có thể sẽ đảm nhiệm một cái dự án mới và đứng ở một cái vị thế rất là cao. Kiểu như các bạn có thể là người đội trưởng, kiểu như team leader, để một người đội trưởng, một cái người quản lý chẳng hạn, để thực hiện cái dự án đó hoặc là cái project đó. Sorry, như nhau. Hoặc là một cái startup đó chẳng hạn. Ok. Và với sự xuất hiện của những cái lá bài này ở đây nè, thì ẩn sâu bên trong cái cơ hội này sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những cái bất cập, và những cái bất cập này có thể sẽ liên quan đến phương diện giấy tờ, hoặc là sẽ liên quan đến cái phương diện nội bộ, có nghĩa là những cái người ở trong nhóm có thể sẽ có những cái ý kiến trái chiều nhau, hoặc là cái khối lượng công việc mà trong khoảng thời gian sắp tới các bạn đảm nhiệm nó sẽ tăng lên khá là nhiều. Vì vậy hãy đảm bảo rằng các bạn biết các bạn đang làm gì tiếp theo. Và mình nghĩ là các bạn biết, tại vì với sự xuất hiện của những cái lá bài này ở đây, những cái điều mà các bạn đang hướng tới có thể là nó đã và đang đi đúng theo cái quỹ đạo mà các bạn đã suy nghĩ trước đó rồi. Có nghĩa là dù cho sắp tới có nhiều công việc để đảm nhiệm hơn, hoặc là trong cái nội bộ á, những cái người ở trong nhóm có lục đục một tí xíu, thì cũng không có nằm ngoài dự tính của các bạn. Đó chính là những cái thông điệp mà Linh nhận được ở đây, và đó chính là cái thông điệp đầu tiên của cái giải bài này nha. Cái thông điệp thứ hai á, Linh nghĩ rằng trong khoảng thời gian tiếp theo, với tất cả những cái công sức và thành quả các bạn bỏ, tất cả những cái công sức và nỗ lực các bạn bỏ ra, các bạn sẽ nhận được một cái thành quả rất khá là to lớn. Và cái thành quả đó có thể sẽ liên quan đến cái việc là các bạn được thăng tiến, hoặc là các bạn sẽ ở một cái vị thế vững hơn về tiền bạc, và từ đó có thể là các bạn sẽ quyết định là cho bản thân mình nghỉ ngơi một tí xíu, và cho bản thân của các bạn có một cái cơ hội để, thứ nhất là nghỉ ngơi. Merlin thấy được, mặc dù thông điệp nó không có nổi lên đây, nhưng mà Merlin thấy có thể các bạn sẽ đi du lịch hoặc là đi đến một cái nơi đó để nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian. Và thông qua cái khoảng thời gian đó, các bạn sẽ bắt đầu lên một số những cái kế hoạch mới để hoạch định lại cái tương lai của các bạn. Và có thể là vào lúc này nha, vào lúc các bạn xem video này, các bạn đang bỏ ra rất 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 nhiều công sức để làm một cái việc gì đó. Và những cái công sức đó có thể liên làm cho Merlin hình dung đến cái việc là giống như là một cái việc thi cử vậy, hoặc là một cái dự án quan trọng nào đó mà các bạn cần phải thực hiện thật là tốt. Và Merlin thấy được là sau cái khoảng thời gian này á, các bạn sẽ nhận lại được những cái thành quả đó như nãy mình cũng có đề cập, và các bạn sẽ có một khoảng thời gian dành riêng cho bản thân các bạn để làm những gì mà các bạn thích, cũng như là để giúp cho các bạn có thể hoạch định và lên lại cái kế hoạch cho tương lai của các bạn. Nhìn chung thì trong cái trải bài này, hai cái thông điệp này nó gần gần tương tự nhau, và nó sẽ bài trừ sorry nó sẽ bổ sung cho nhau. Định định dùng cái chữ cộng trừ, nhưng mà tự nhiên cái nó kỳ kỳ, xong rồi lại nói chữ bài trừ thì nó chết quốc luôn. Xin lỗi mọi người. Rồi để xem chúng ta có thêm thông tin gì về cái điều này nha. Nhìn chung thì đây là hai cái cả hai cái thông điệp ở trong trải bài này đều là hai cái thông điệp rất là tích cực. Một số bạn sẽ cân nhắc lại cái việc di chuyển. Tại sao lại có thông điệp về di chuyển ở đây? Di chuyển về cái gì mới được? Đợi mình lên một chút xíu. Có thêm thông tin gì về những điều này vũ trụ? Điều gì đang đến với các bạn nhóm 2 của chúng ta đây? Yeah, các bạn có forget me not. Và các bạn có concentric cycle, circles, nói lên những cái sự cố gắng nỗ lực
cũng như cái sự tập trung của các bạn trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ được đền đáp. Ok rồi. Cái sự di chuyển hồi nãy mình có đề cập á, có thể sẽ liên quan đến cái việc là các bạn sẽ đi du lịch, kiểu như nghỉ dưỡng khoảng thời gian. Hồi nãy mình nói về cái ý thứ hai là các bạn sẽ dành một khoảng thời gian cho riêng các bạn á. Nhưng cái thông điệp thứ hai mình nhận được ở đây có thể là một sự thay đổi trong công việc hoặc là chỗ ở nha. Thì đó sẽ một cái thông điệp thứ ba, là một cái thông điệp nhỏ hơn dành cho các bạn. Rồi, với sự xuất hiện của Forget Me Not và Concentric Circles ở đây á, sự tập trung cũng như là sự nỗ lực sẽ là những cái từ khóa giúp cho các bạn đạt được những cái thành công trong khoảng thời gian tiếp theo. Tuy nhiên, trong một cái giây phút nào đó, Merlin cảm giác rằng với sự xuất hiện của Forget Me Not đi cùng với cả The Devil ở đây nè, thì những cái mối quan hệ trong khoảng thời gian tiếp theo cũng sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào cái sự thành công của các bạn. Vì vậy hãy đảm bảo rằng các bạn lựa chọn những cái đối tượng phù hợp cũng như là những cái mối quan hệ phù hợp để các bạn nuôi dưỡng, kiểu như đồng nghiệp, bạn bè hoặc là người thân, những cái người có thể giúp cho các bạn phát triển cũng như là không không chỉ là trong công việc mà còn kể cả ở bản thân của các bạn nữa, phát triển trở nên trưởng thành hơn. Hãy dành nhiều thời gian với những người đó và học hỏi từ những người đó. Bởi vì những người đó sẽ giúp có thể sẽ giúp cho các bạn tìm ra được những cái phương pháp hoặc là đưa ra cho các bạn những cái hướng đi mới, và những cái hướng đi đó sẽ góp phần giúp cho các bạn có thể phát triển bản thân của các bạn cũng như là sẽ thực hiện được một số những cái sự thay đổi quan trọng trong cuộc sống của các bạn ở khoảng thời gian tiếp theo đó nha. Hoặc là đưa ra một số những cái quyết định quan trọng chẳng hạn. Rồi, bây giờ nếu như các bạn xem đến đây thì như ở đầu video mình cũng có đề cập là ở cuối giải bài lần này của chúng ta, mình sẽ lấy cho các bạn một cái thông điệp thật đặc biệt của vũ trụ nha. Và thông điệp này sẽ là một cái thông điệp mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn. Có thể là liên quan đến cái giải bài này luôn, hoặc cũng có thể là ngẫu nhiên. Nhưng thông điệp lần này sẽ đặc biệt hơn mọi lần một tí nha. Vũ trụ ơi, một thông điệp đặc biệt vũ trụ muốn gửi thêm cho các bạn nhóm 2 của chúng ta là gì? Các bạn có longevity, ok. Để mình đọc cái thông điệp này bằng tiếng Anh xong rồi mình sẽ dịch sơ lược cho các bạn nha. Attend to things before they become a problem, especially take care of yourself on all levels. Pursue a healthy lifestyle to attain mental clarity and physical wellness. You may need a different approach to the situation at hand. Be flexible. Và cái thông điệp này nó rất là khớp với cái thông điệp ở bên đây hồi nãy mình Linh có đề cập nè. Những cái mối quan hệ trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ giúp cho các bạn có thể nghiệm được rất là nhiều điều, và thông qua cái việc mà các bạn tiếp xúc cũng như là học hỏi từ những cái người có nhiều kinh nghiệm hơn sẽ giúp cho các bạn có thể phòng tránh được một số những cái vấn đề mà trước khi nó có cơ hội để xuất hiện. Tại vì hồi nãy á, cái thông điệp ẩn ở phía sau chính là the crumbling nè. Có thể là ẩn sau cái thành công này sẽ cần rất là nhiều những cái nỗ lực, và nếu như chúng ta không cẩn thận thì có thể chúng ta sẽ phải rơi vào một số những cái tình huống khá là không có được tốt đẹp cho lắm. Vì vậy hãy đảm bảo rằng các bạn có thể xác định được những cái vấn đề đó và giải quyết trước khi nó trở thành một cái vấn đề quá lớn, và hãy đảm bảo rằng các bạn chăm sóc bản thân các bạn thật là tốt trong từ lúc các bạn xem video này luôn. Hãy chăm sóc bản thân các bạn thật là tốt và hãy giữ một cái thói thói quen hoặc là một cái lối sống thật là lành mạnh, kiểu như là ăn uống nghỉ dưỡng điều độ. Mặc dù có thể là có các bạn sẽ trở nên rất là bận rộn nhưng mà sức khỏe phải là quan trọng nhất, tại vì nếu không có sức khỏe chúng ta sẽ không có bất cứ một cái điều gì hết, chúng ta sẽ không thể có một công việc ổn định được, đúng không? Chúng ta cũng sẽ không thể nào bắt đầu mối quan hệ hoặc là duy trì một mối quan hệ bền vững được khi mà chúng ta không có cái sức khỏe tốt. Vì vậy sức khỏe cũng như là tâm thái, cái tinh thần của chúng ta sẽ là những cái điều vô cùng quan trọng trong khoảng thời gian tiếp theo. Và khi mà các bạn có thể làm được cái điều đó, giữ được cái tâm thái, sức khỏe tốt, sức khỏe khỏe mạnh và một cái tâm thái thật là vững chãi, thật là ổn định, thật là tốt, thì dù cho có bất cứ một cái vấn đề gì đến với các bạn cũng có thể giải quyết được, và khi những cái cơ hội đến với các bạn sẽ có thể nắm lấy được nó chứ không để cho nó trượt đi đâu nha.
Ok, mình nghĩ đây tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho các bạn nhóm 2 trong lựa chọn bài này rồi. Và như các bạn thấy, chúng ta có hai thông điệp ở trong trải bài này nha. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai để đón nhận hoặc là cả hai cũng được, tại mình thấy hai cái thông điệp này nó bù trừ cho nhau chứ không phải nó bài trừ, nghe kiểu đó. Nó bù trừ cho nhau và nó có thể sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong khoảng thời gian tiếp theo. Và để đón nhận những thông điệp này thì các bạn hoàn toàn có thể thả bất cứ một cái icon nào mà các bạn thích ở dưới phần bình luận. Như là khẳng định là các bạn đã đón nhận đã sẵn sàng để đón nhận những nguồn năng lượng này vào trong cuộc sống của các bạn trong khoảng thời gian hiện tại và tiếp theo nha. Mình xin chúc cho các bạn nhóm 2 có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 3. Nếu như các bạn chọn viên đá này thì đây sẽ là trải bài của các bạn nhé. Rồi, Merlin sẽ để viên đá bên đây ha. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là điều gì đang đến với bạn? Rồi, thì ở trong trải bài lần này chúng ta sẽ không có giới hạn bất cứ một khả năng nào hết nha. Đây có thể là một người nào đó, cũng có thể là một cái thông điệp nào đó, cũng có thể là một cơ hội, một cái vận may, hoặc cũng có thể là một lời cảnh báo chẳng hạn. Nói chung là chúng ta sẽ không có giới hạn bất cứ một khả năng nào hết trong trải bài lần này. Để xem thông điệp nào sẽ xuất hiện ở trong trải bài của các bạn nhé. Và sau khi mà quay xong nhóm 1 và nhóm 2 thì Merlin cảm giác là trong trải bài lần này của chúng ta mỗi nhóm có trung bình là hai thông điệp. Thì để xem là nhóm 3 của chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu thông điệp. Và các bạn sẽ lựa chọn những thông điệp nào để đón nhận nha. Vũ trụ ơi, lấy nha. Các bạn có the Merlin thực sự rất là thích những cái lá bài mà nó rơi ra như vậy đó. Nếu bạn nào theo dõi kênh của Merlin lâu, các bạn sẽ để ý là tầm 30 video đầu tiên hay là 40 video đầu tiên trên kênh của Merlin là Merlin xào đến khi nào bài rơi ra thì mới lấy thôi. Nhưng mà cái quy trình đó thì tốn khá là nhiều thời gian các bạn, cho nên bây giờ mình cũng không có còn làm thường xuyên nữa. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn? Ồ, nhóm này có rất là nhiều lá bài rơi ra nha. Các bạn có You are already doing it. Ooh. Và các bạn có Council of Light. Đều là những cái lá bài mang một cái nguồn năng lượng rất là mạnh nha. Ok. Bây giờ Merlin sẽ lấy cho các bạn thêm một vài lá ở trong bộ bài Tarot này nữa. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trải bài nhé. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 3 của chúng ta? Điều gì đang đến với các bạn nhóm 3 của chúng ta đây? Ồ. Các bạn có The Empress và các bạn có King of Pentacles. Một lá nữa nào. Điều gì đang đến với các bạn? Nhóm này có rất là nhiều những cái lá bài rơi ra nha. Các bạn có Three of Pentacles và các bạn có Queen of Wands. Năng lượng của nhóm này thật là mạnh. Hầu hết tất cả các lá bài các bạn có đều là những lá bài rơi ra, cho nên Merlin sẽ lấy thêm cái lá cuối của bài nữa nha. Ở hai nhóm trước không có cái lá thứ năm. Các bạn thì có và các bạn có Judgment xuất hiện. Và thông điệp ẩn ở phía sau các bạn lại còn có cả The Fool nữa nè. Merlin cảm giác như là vũ trụ đang muốn cái điều chuẩn bị bước đến cái sorry cái điều đang chuẩn bị đến với các bạn á chính là cái sự tự tin cũng như là một cái cơ hội để
thay đổi vận mệnh của chính mình luôn. Sự xuất hiện của Judgment, The Empress, Queen of Wands, King of Pentacles và cả Three of Pentacles ở đây, Linh cảm giác như trong khoảng thời gian sắp tới, công việc của các bạn, đặc biệt là về phương diện sự nghiệp, công việc và học tập và hoặc là vẻ bề ngoài á, kiểu như là ngoại hình á, sẽ có sự thay đổi theo chiều hướng rất là tốt đẹp luôn. Sự xuất hiện của những cái lá bài này ở đây chứng tỏ là các bạn dần 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 lấy lại cái sự kiểm soát trong cuộc sống của các bạn, cũng như là cái việc các bạn dần cảm nhận được cái giá trị của các bạn trên cái thế giới này, cái giá trị cũng như là cái tầm quan trọng của các bạn trong cuộc sống này. Và các bạn cũng sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự hỗ trợ, không phải từ những người xung quanh nha, mà từ chính bản thân của các bạn, cho chính các bạn và bề trên. Mà Linh cảm giác như là vào lúc này các bạn đang nhận được rất là nhiều những cái sự bảo hộ đó, và tất cả những cái nguồn năng lượng đó đều đưa các bạn đến với cái chân trời mà các bạn cần được đến. Kiểu như một số bạn, đối với một số bạn xem nhóm 3, vào lúc các bạn xem video này có thể là các bạn đang thực hiện cái con đường này rồi, các bạn đang đi trên cái con đường chuyển đổi này, một cái con đường đột phá này. Các bạn có thể sẽ là những người khám phá hoặc là tìm tòi làm ra được những cái gì đó mà trước giờ những người khác không dám làm, hoặc là tạo ra được một cái gì đó mới cho riêng các bạn. Chính là cái nguồn năng lượng mà Linh cảm nhận được ở đây. Đây là một nguồn năng lượng rất mạnh, và có thể là trên cái con đường này á, mặc dù nó có hơi cô độc một chút xíu, nhưng mà Linh thấy là các bạn nhận được rất là nhiều những cái sự bao bọc cũng như những sự che chở từ vũ trụ cũng như là những cái bề trên, và các bạn đang làm rất tốt. Nếu như các bạn đang thực hiện rồi á, thì Linh cảm giác như các bạn đang làm rất tốt rồi, mặc dù cái con đường này đôi khi nó có thể chết, nó có thể hơi cô đơn một tí xíu, đặc biệt là vào khoảng thời gian đầu. Nhưng mà đừng có lo, tại vì các bạn luôn được che chở và bảo vệ khỏi những cái nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh, giúp cho các bạn có thể đến được cái nơi mà các bạn cần đến, làm được cái việc mà các bạn cần làm, gặp được những cái người mà các bạn cần gặp. Ok, đó chính là cái thông điệp đầu tiên mà mình cảm nhận được ở đây. Thông điệp tiếp theo sẽ là có một cái sự thay đổi, một cái sự thay đổi tích cực về cái năng lượng của các bạn, về cái cách mà các bạn nhìn nhận cuộc sống, cũng như là về phương diện tài chính của các bạn nha. Với sự xuất hiện của những cái lá bài này ở đây á, thì có thể là trong khoảng thời gian tiếp theo, các bạn sẽ có một cái may mắn nào đó liên quan đến phương diện tài chính, hoặc là một cái cơ hội để hợp tác làm ăn với... như thế nào, nói chung là một cái cơ hội để hợp tác và một cái cơ hội để kinh doanh một cái gì đó nhỏ nhỏ cho riêng các bạn. Hồi nãy mình cũng có đề cập kỹ là các bạn có thể tạo ra được một cái gì đó cho riêng các bạn trong cái khoảng thời gian này, và các bạn sẽ có thể làm được điều đó, chỉ cần các bạn có đủ niềm tin vào bản thân của các bạn cũng như có niềm tin vào vũ trụ và những cái nguồn năng lượng ở bề trên đang dõi theo các bạn nha. Cái thông điệp thứ hai dành cho nhóm này chính là nếu như các bạn đang ở trong một cái công việc rồi, đang các bạn chẳng đặc biệt đối với những bạn vừa mới được thăng chức, hoặc là những cái bạn mà làm những công việc mà liên quan đến đồng đội nhóm á, thì mà Linh thấy được trong khoảng thời gian tiếp theo các bạn sẽ có cơ hội để thể hiện bản thân các bạn một cách rõ nét nhất, giúp cho các bạn có thể đạt được những cái thành tựu cũng như là tạo được những cái ấn tượng rất là những cái ấn tượng vô cùng sâu sắc với những người cấp trên của các bạn, và từ đó sẽ giúp cho các bạn có thể có được nhiều cái cơ hội để thăng tiến hơn trong công việc, cũng như giúp cho cái CV của các bạn sẽ trở nên sáng hơn một tí. Và Merlin thấy được rằng sẽ có rất là nhiều những cái bài học mới cũng như nhiều những cái trải nghiệm mới đến với các bạn trong khoảng thời gian tiếp theo. Cho nên các bạn, khi mà các bạn cảm thấy là mọi thứ nó trở nên hơi rối bời một tí, mọi thứ nó trở nên hơi khó khăn một tí, thì cũng là lúc mà các bạn biết rằng người giáo viên đã bước vào lớp học rồi, và đó cũng là lúc mà các bạn cần phải học hỏi một cái điều gì đó nha, từ cái trải nghiệm đó. Ok, rồi đó chính là hai cái luồng thông điệp mà mình cảm nhận được. Bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn thêm cái bộ bài này để xem chúng ta có thêm thông tin gì về hai cái điều này không, cũng như là cái cách mà hai cái điều này đến với các bạn chẳng hạn. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 3 của chúng ta? Điều gì đang đến với các bạn nhóm 3 của chúng ta? Điều gì đang đến với các bạn nhóm 3 của chúng ta? Các bạn có Nest, và các bạn có Courage đây.
phải có đủ dũng khí. Đủ dũng khí để làm gì? Để thay da đổi thịt nè, để lột xác, để hoàn thiện bản thân của các bạn hơn. Thông điệp này rất là khớp với những gì nãy giờ chúng ta đề cập ha. Khi mà các bạn bắt đầu lấy lại được cái sự tự tin đó ở bên trong chính các bạn, khi các bạn có niềm tin vào bản thân, có đủ can đảm để thực hiện những cái sự đổi mới, tạo nên những cái kỳ tích, thì cũng là lúc những kỳ tích sẽ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Và những cái kỳ tích này á, mặc dù đối với một số người á, có thể là nó tại vì Linh sẽ không bao giờ so sánh cái việc này của người A này so với cái việc này của người B, kiểu kiểu như là phải nói sao ta, trên cái thế giới này không có việc gì quan trọng hơn cái việc gì hết. Đó, tại đối với mỗi người khác nhau, cái sự ưu tiên, cái sự quan trọng nó sẽ khác nhau. Nhưng mà dù cho cái việc của các bạn là gì, thì các bạn cũng đừng bao giờ xem những cái thành tựu mà các bạn được là nhỏ nhoi nha. Những cái thành tựu các bạn đạt được là cái gì, ngay cả khi các bạn đủ dũng khí để thay đổi cái màu tóc của các bạn thôi, chẳng hạn đối với một số bạn á, thì đó cũng là một cái bước ngoặt rất là lớn rồi, đúng không? Đối với một số bạn, đối với một số thì đối với một vài người thì đó là chuyện bình thường, nhưng mà đối với một số khác thì đó là một cái bước ngoặt rất là lớn. Thì đó chính là những cái sự thay đổi mà các bạn sẽ thực hiện trong khoảng thời gian sắp tới. Một cái dũng khí, các bạn sẽ có cái dũng khí để thực hiện một cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống của các bạn, và cái dũng khí đó sẽ giúp cho các bạn có thể đạt được những cái thành tựu hoặc là những cái bứt phá nào đó mà các bạn xứng đáng có được. Và với sự xuất hiện của Next, và cái thông điệp này nó khá là thú vị vì nó đứng gần với The Empress nè, The Empress và cả The King of Pentacles. King of Pentacles đối với Merlin thường sẽ đại diện cho người cha, và The Empress nữa đi cùng với Ness nữa. Có thể là vũ trụ muốn khuyên các bạn là dù các bạn làm gì, dù các bạn đi đâu, dù các bạn phát triển như thế nào, thì các bạn vẫn nên dành thời gian cho những cái người mà yêu thương các bạn, cũng như là những người thân, những người bạn bè của các bạn. Tại vì trong khoảng thời gian này, họ sẽ là những người kề vai sát cánh và giúp cho các bạn rất là nhiều. Mặc dù đôi khi các bạn có thể sẽ khá là cô đơn trên cái con đường này, nhưng đừng có nên vì để cho cái sự cô đơn đó nó đừng có nên để cho cái sự cô đơn đó nó lấn chiếm cái kiểu như cái trái tim của các bạn. Mà mỗi khi các bạn cảm thấy quá tải, mỗi khi các bạn cảm thấy mệt mỏi, thì các bạn biết rằng các bạn luôn có thể tìm về những cái người mà các bạn xem là gia đình của các bạn để có thể trải lòng với họ, và giúp cho các bạn có thể giải tỏa được những cái căng thẳng, những cái áp lực mà các bạn gặp trong cuộc sống, trong công việc, trong học tập, hoặc là trong thế giới nội tâm của các bạn nha. Rồi bây giờ Melin sẽ lấy, nếu như các bạn xem đến đây rồi thì như đã hứa ở đầu trải bài, Melin sẽ lấy cho các bạn một cái thông điệp đặc biệt, một cái thông điệp đặc biệt có thể sẽ liên quan đến trải bài này, có thể sẽ không liên quan, nhưng mà thông điệp này sẽ là một cái thông điệp vô cùng quan trọng với các bạn nhé. Vũ trụ ơi, vũ trụ có một thông điệp. Tất cả những cái lá bài của các bạn nó đều bay ra nha, mà lên để ý. Riêng có mỗi nhóm này thôi, hai nhóm trước không có nhiều lắm. Và cái lá bài rơi ra của các bạn chính là Sun, the Sun, Innocence. Bây giờ Merlin sẽ đọc cái thông điệp này bằng tiếng Anh, sau đó Merlin sẽ dịch sơ lược cho các bạn bằng tiếng Việt nhé. You are on fire with success. Through the red radiant energy of the sun, dreams are coming true, targets are being reached, and innocence is being rewarded. Your children or your creations are soaring into a bright future with uplifting fortunes beckoning. Hồi nãy giờ chúng ta đề cập rất là nhiều cái thông điệp chính là cái sự đột phá, cái sự mới mẻ, những cái gì đó mà các bạn tự tạo ra, những cái sự sáng tạo của các bạn sẽ thành hiện thực, sẽ được các bạn sẽ có cơ hội để tạo dựng những cái gì đó mới mẻ cho các bạn, hoặc là tạo dựng những cái bứt phá nào đó trong cuộc sống của các bạn. Và tất cả mọi thứ nó đang dường như nó đang đi đúng hướng rồi, miễn là các bạn vẫn có niềm tin ở bản thân, có niềm tin ở cuộc sống, thì các bạn sẽ làm được rất là nhiều những cái điều tuyệt vời, những cái điều khá là bứt phá trong cuộc sống này, trong cái cuộc cuộc đời này của các bạn. Tại vì đối với Merlin, Merlin tin vào cái thuyết là có rất là chúng ta không chỉ sống ở trong một cái kiếp này, mà chúng ta sống rất là nhiều kiếp rồi. Và cái việc mà chúng ta đến với cái kiếp này có thể là bởi vì chúng ta còn một số những cái bài học nào đó mà chúng ta cần phải học, cũng như chúng ta còn có một số những cái
giống như một số những cái lý tưởng hoặc là những cái điều mà chúng ta cần phải đạt được trong cái cuộc đời này vậy. Và các bạn sẽ làm được cái điều đó trong cái cuộc đời này. Dù cho các bạn đang ở cái vị thế như thế nào, dù cho các bạn có đang thành công hay không, dù cho các bạn đang vui vẻ hạnh phúc với những gì mà các bạn đang có hay là các bạn vẫn còn đang chật vật, thì hãy tin rằng những điều tốt đẹp đang đến với các bạn và các bạn sẽ có thể tạo được những cái sự thay đổi không chỉ với cuộc sống của các bạn mà đối với một số bạn khác. Có thể cái sự thay đổi mà các bạn tạo ra nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái thế giới này luôn nói chung nha. Rồi, Mơ Linh nghĩ đây là tất cả những gì Mơ Linh có thể chia sẻ cho các bạn nhóm 3 trong đề trả bài này rồi. Và như các bạn thấy, chúng ta có rất nhiều thông điệp ở đây. Cụ thể là hai thông điệp này. Các bạn có thể xem lại nếu các bạn quên. Cho nên các bạn hãy lựa chọn những thông điệp đúng nhất và phù hợp nhất với các bạn ha. Và nếu thích, các bạn có thể hoàn toàn có thể đón nhận cả hai thông điệp trong trả bài lần này. Và các bạn có thể Và nếu như các bạn muốn khẳng định lại là các bạn đã sẵn sàng đón nhận những cái thông điệp này, thì các bạn có thể thả bất cứ một cái icon nào mà các bạn thích ở dưới phần luận nha. Linh xin chúc cho các bạn nhóm 3 có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn lại các bạn ở những chế bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye. Xin chào các bạn nhóm 4. Nếu như các bạn chọn viên đá này, thì đây sẽ là trả bài của các bạn nhé. Rồi, Linh sẽ để viên đá bên đây ha. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là điều gì đang đến với bạn? Rồi, thì ở trong trả bài lần này chúng ta sẽ không có giới hạn bất cứ một khả năng nào hết nha. Đây có thể là một cái thông điệp nào đó mà các bạn cần được biết, hoặc cũng có thể là một đối tượng nào đó, chẳng hạn một người thầy, một người bạn, một cái đối tượng tiềm năng, ví dụ như vậy. Hoặc cũng có thể là một cơ hội, một thử thách. Nói chung là chúng ta sẽ không có giới hạn bất cứ một khả năng nào hết trong trả bài lần này nha. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 1 của chúng ta đây? Các bạn có The Eagle. Ở ba nhóm vừa rồi thì Merlin thấy mỗi nhóm đều có một cái sự đặc biệt khác nhau, không có nhóm nào giống nhóm nào hết. Cho nên Merlin cũng khá là tò mò, không biết các bạn nhóm 4 của chúng ta sẽ sở hữu những thông điệp nào đây. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 4? Các bạn có hai lá luôn nha. Và các bạn có lá đầu tiên chính là Soul Family. Và thông điệp tiếp theo các bạn có chính là Get Grounded. Nice. Và năng lượng của bài của các bạn chính là Unbound. Để mình để lật ngược lại. Rồi, lấy thêm vài lá trong bộ này nữa rồi chúng ta sẽ bắt đầu trải bài nhé. Vũ trụ ơi, điều gì đang đến với các bạn nhóm 4 của chúng ta? Điều gì đang đến với các bạn nhóm 4 của chúng ta đây? Các bạn có The Lovers. Và các bạn có cả Soul Family nè. Mình thấy năng lượng này nó khá tương đồng nhau nha. Các bạn có The Hierophant xuất hiện ở vị thế ngược. Điều gì đang đến với các bạn nhóm 4 của chúng ta đây vũ trụ? Các bạn có Six of Pentacles xuất hiện ở vị thế xuôi. Và năng lượng của bảo các bạn chính là The Hangman xuất hiện ở vị thế ngược. Năng lượng khá là thú vị ha. Rồi,
Với sự xuất hiện của những cái lá bài này ở đây á, Merlin cảm giác như cái điều đang chuẩn bị đến với các bạn có thể sẽ là một cái sự kết nối. Sự kết nối theo kiểu như là một người bạn tâm giao, một cái người mà sẽ có cái tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn. Merlin xin nhắc lại là đây không nhất thiết phải là về phương diện tình cảm nha. Có thể là về phương diện tình cảm đối với một số bạn, nhưng mà đối với phần đông các bạn chọn nhóm 4, Merlin nghĩ rằng trong khoảng thời gian tiếp theo có thể là các bạn sẽ có cơ hội để tạo dựng được một mối quan hệ rất là ý nghĩa, và cái mối quan hệ này có thể sẽ là một cái tiền đề để giúp cho các bạn có thể trưởng thành hơn, hoặc là cái người này sẽ có thể đồng hành với các bạn trên cái con đường phía trước, dù là họ ở cái vai trò gì, kiểu như là một người bạn, một người đồng nghiệp hay là người yêu chẳng hạn, thì dù họ là ai, họ xuất hiện ở cái vị trí như thế nào trong cuộc sống của các bạn, thì họ cũng sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những cái điều mới mẻ, cũng như là đem đến cho các bạn một cái ý nghĩa, một cái sự kết nối đầy ý nghĩa. Sự xuất hiện của The Eagle. The Eagle thì cho Merlin thấy được những cái sự, lại có sự xuất hiện của connection nữa nè. Và các bạn lại có soul family ở đây, lại một cái lá bài về connection, những cái sự kết nối, và the lovers nữa. Chứng tỏ là người này có thể là người mà các bạn đã biết trước đó, hoặc là kiểu như cái năng lượng của cả hai nó rất là match, nó rất là hợp với nhau, nên khi mà các bạn gặp người này á, Merlin cảm giác như là các bạn sẽ có thể hòa hợp với người này rất là nhanh, và cái người này sẽ trên cái hành trình phát triển của các bạn á, người này sẽ giúp cho các bạn đưa ra được, người này sẽ thật sự thử thách cái cách nhìn của các bạn về cuộc sống khi The Hangman xuất hiện ở đây. Kiểu như là có thể trước giờ các bạn nhìn cuộc sống theo cái chiều hướng này, chiều hướng A này đi ha, nhưng mà khi có sự xuất hiện của cái người này vào trong cuộc sống thì của các bạn, thì các bạn sẽ buộc phải nhìn nhận cuộc sống theo cái chiều hướng B chẳng hạn, thì đó chính là cái lý do vì sao mà người này xuất hiện. Và người này còn giúp cho các bạn có thể thoát khỏi những cái vùng an toàn cũng như là những cái rào cản mà các bạn tự vạch ra. Merlin thấy được rằng người này sẽ muốn các bạn không thực hiện những cái điều phá cách một chút xíu, hoặc là truyền cho các bạn cái cảm hứng để thực hiện những cái điều phá cách hơn, sôi nổi hơn. Nói chung là không có theo quy luật nữa. Và đó chính là cái điều mà cái sự kết nối này sẽ mang lại cho các bạn. Mặc dù là như thế, mặc dù người này có thể sẽ đem đến rất là nhiều những cái sự thay đổi trong cuộc sống của các bạn, cũng như cái cách mà các bạn nhìn nhận cuộc sống nói chung. Tuy nhiên, cái điều đó lại là cái điều mà các bạn cần phải có được. Cái điều đó sẽ giúp cho các bạn thực sự trở nên hiểu bản thân của các bạn hơn, và từ đó mới có thể giúp cho các bạn trở nên trưởng thành hơn và hài lòng hơn với cuộc sống này. Tại vì Merlin cảm giác rằng với cái nguồn năng lượng ở đây á, thì đối với một số bạn nhóm 4, vào lúc các bạn xem video này á, mọi thứ có vẻ như nó không có diễn ra như các bạn mong muốn, hoặc là các bạn nghĩ rằng các bạn nên được sinh ra ở một thời đại khác, hoặc là các bạn cảm giác rằng cái thế giới này hiện tại nó quá là vô thường, hoặc là nó quá là rối rắm, khiến cho các bạn cảm thấy không biết phải làm gì tiếp theo, và khiến cho cái mục tiêu tương lai của các bạn nó trở nên mờ mịt. Và cái người này có thể sẽ là một cái người giúp cho các bạn có thể nhìn ra được cái điều đó. Và xin nhắc lại nha, người này có thể là bất cứ một ai, không nhất thiết phải là về tình cảm. Ok. Rồi, thì đó chính là cái thông điệp đầu tiên của Merlin dành cho các bạn. Ở những cái nhóm trước trung bình đều là có hai thông điệp hết. Và thông điệp thứ hai của các bạn nó cũng sẽ hơi tương tự với thông điệp đầu tiên một tí, là thay vì gặp một người, các bạn sẽ gặp một nhóm người nha. Tại vì ở đây Linh thấy được là soul family, và ở đây Linh thấy là cả một cái nhóm người nữa. Thì giống như là có thể là các bạn sẽ gặp được những cái người thực sự phù hợp với các bạn. Nếu như các bạn cảm thấy cô đơn, hoặc là nếu như các bạn vẫn chưa tìm thấy được những cái người thực sự phù hợp với năng lượng của các bạn, thì hãy tin rằng trong khoảng thời gian tiếp theo, trong tương lai, các bạn sẽ gặp được những người như thế. Và đó cũng là lúc mà các bạn phải đưa ra một cái sự lựa chọn. Sự lựa chọn có nghĩa là sao? Nếu như vào lúc này năng lượng của chúng ta không tốt, thì trong tương lai chúng ta sẽ gặp những cái đối tượng không tốt. Và khi chúng ta gặp những cái đối tượng không tốt như thế, thì cái điều đầu tiên chúng ta cần làm không phải là trách những người đó, mà là hãy nhìn lại bản thân mình, xem bản thân mình có cái điều gì cần phải thay đổi, cần phải suy nghĩ khác đi, để có thể đón nhận được những cái nguồn năng lượng thực sự phù hợp hơn với mình, đón nhận
tạo dựng nên những cái mối quan hệ thực sự tốt đẹp và thực sự hợp với mình. Ok. Còn nếu như năng lượng của các bạn hiện tại là các bạn cảm nhận được năng lượng của các bạn khá là ok rồi, thì Merlin tin rằng trong tương lai gần các bạn sẽ gặp được những cái người kiểu có cùng chí hướng với các bạn, hoặc là có một cái nguồn năng lượng tương tự với các bạn, và từ đó các bạn cũng sẽ có thể học hỏi được rất là nhiều điều từ họ, và biết đâu có thể là bạn cùng với họ sẽ cùng nhau phát triển và cùng nhau vươn lên trên cuộc sống này. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn thêm một số những cái thông điệp nữa để xem chúng ta có thêm những cái thông điệp liên quan nào về cái trải bài này nha. Có thêm thông tin gì về những cái điều này, về những cái người này, những cái mối quan hệ này? Vũ trụ ơi, có thêm thông tin hay là có thêm điều gì mà chúng ta cần biết về những cái mối quan hệ này? Các bạn có courage và các bạn có flask. Ok. Merlin cảm giác như là có hai cái thông điệp xuất hiện ở trong đầu của Merlin. Ba thông điệp mới đúng. Với sự xuất hiện của courage ở đây, một cái thông tin mà vũ trụ muốn cung cấp thêm cho các bạn về những cái mối quan hệ này chính là nó sẽ giúp cho các bạn mở lòng hơn, như hồi nãy mình cũng có đề cập cái này rồi, và có đủ dũng khí để làm những cái việc mà các bạn mong muốn, gần như là sống thật với bản chất của các bạn, sống thật với chính mình, không có để cho cái xã hội cũng như là không có để cho những cái nguồn năng lượng tiêu cực xung quanh kìm hãm cái sự phát triển của các bạn cũng như kìm hãm cái màu sắc riêng của các bạn nữa. Mà Merlin thấy được rằng các bạn sẽ có thể bùng nổ theo cái kiểu là các bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn, cái trở thành cái phiên bản tốt nhất và hoàn thiện nhất của bản thân của các bạn mỗi ngày. Và với sự xuất hiện của Flask ở đây, có thể là với những cái mối quan hệ này các bạn sẽ có những cái cuộc vui chơi, những cái cuộc gặp gỡ, nói chuyện và có thể là ăn chơi với nhau, kiểu 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 như là các bạn sẽ có những cái cuộc gặp gỡ khá là vui vẻ. Và Merlin cũng thấy được rằng nhờ đó, thông qua những cái cuộc gặp gỡ vui vẻ đó mà các bạn cũng có thể mở lòng hơn để có thể đón nhận được những cái sự giúp đỡ cũng như là những cái sự thấu cảm từ những người xung quanh nha. Ok. Wow, thông điệp này thật sự rất là dễ thương. Bây giờ nếu như các bạn đã xem đến đây thì đây sẽ là một cái thông điệp đặc biệt mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn vào lúc các bạn xem video này nhé. Vũ trụ ơi, vũ trụ có một thông điệp đặc biệt nào muốn gửi đến cho các bạn nhóm 4 của chúng ta? Có thể liên quan đến trải bài này cũng được, hoặc là không liên quan cũng được. Một cái thông điệp đặc biệt mà các bạn nhóm 4 của chúng ta cần được biết. Các bạn có intuition, trực giác. Bây giờ mình sẽ đọc cái thông điệp này bằng tiếng Anh, sau đó mình sẽ dịch sơ lược cho các bạn nha. Đây, intuition, trust your instincts. You have a clear vision of things to come and you are being guided. Continue to use that sense of future to direct your current path, unfold your spiritual acumen and be open to needed changes. Changes sẽ xuất hiện nữa rồi nè. You are in the right direction. Vũ trụ muốn nhấn mạnh lại với các bạn một điều á, là trong khoảng thời gian tiếp theo, trực giác sẽ là một phần rất quan trọng, không thể thiếu được để giúp cho các bạn có thể đưa ra những cái quyết định sáng suốt nhất. Và hãy đảm bảo rằng các bạn đón nhận những cái sự thay đổi cũng như là đón nhận những cái mối quan hệ này một cách cởi mở và một cách chân thực nhất có thể. Tại vì đôi khi Merlin cảm giác như là với cái sự dè dặt
Đối với một số bạn nhóm 4 nha, cái sự dè dặt đã khiến cho các bạn bỏ lỡ một số những cái cơ hội hoặc là bỏ lỡ một số những cái mối quan hệ nào đó trong quá khứ. Và Merlin hy vọng rằng với trực giác tuyệt vời này, các bạn sẽ có thể lựa chọn được những cái đối tượng cũng như là những cái sự vật, sự việc, những cái cơ hội trong tương lai thật sự phù hợp với các bạn. Và Merlin tin là các bạn sẽ làm được. Và lưu ý là hãy luôn mở lòng ra để đón nhận những cái sự thay đổi cũng như là những cái sự hướng dẫn mà các bạn nhận được thông qua cái quá trình sống và sinh hoạt. Tại vì với thông điệp này ở đây, Merlin cảm giác như trực giác của các bạn rất tốt, và có thể là vũ trụ sẽ cố gắng liên lạc với các bạn thông qua những con số hoặc là thông qua một cái biểu tượng nữa chẳng hạn. Cho nên hãy quan sát tinh tế một chút xíu trong khoảng thời gian sắp tới để đảm bảo rằng các bạn có thể làm được những gì mà các bạn muốn thông qua, kiểu như là có thể đón nhận được những cái sự hướng dẫn trực tiếp từ vũ trụ nha. Rồi, mình nghĩ đây tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho các bạn nhóm 4 trong đợt trả bài này rồi. Và như các bạn đã thấy, chúng ta có hai thông điệp ở đây. Nếu như các bạn quên, các bạn có thể xem lại nha. Và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn hai cái một trong hai thông điệp đó hoặc là cả hai để đón nhận. Và nếu như các bạn muốn đã xem đến đây và các bạn muốn đón nhận cái nguồn năng lượng này vào trong cuộc sống của các bạn, thì các bạn có thể thả bất cứ một cái icon nào mà các bạn thích ở dưới phần bình luận như một lời khẳng định là các bạn đã sẵn sàng để đón nhận nguồn năng lượng này vào trong cuộc sống của các bạn nha. Mình xin chúc cho các bạn nhóm 4 có một ngày học tập làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc. Sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những chế bài tiếp theo của mình nhé. Bye bye.